Chào tất cả anh em đã quay trở lại Phạm Phan Auto review rất nhiều sản phẩm rồi, và đây là cái sản phẩm cuối của con răng gơ để mình review lên cho anh em là cái ốp mạ. Anh em nhận biết được cái vị trí này không? Hai cái râu này và một cái giữa này. Đây chính là cái ốp phía sau thùng này, cái chỗ bưởng thùng phía sau đấy. Đây là ốp vào tay của nó này. Đấy, ốp lồng này. Có chữ răng gơ này. Đẹp cho anh em, sáng bóng này. Và đấy, soi được cả gương luôn nha. Đấy. Bên này là hai cái râu, vì cái diện tích không gian review nó hơi nhỏ nên là mình để sẵn như này, chứ không là nó sẽ nối vào như này. Đấy, bên này nữa đúng không, cái này cũng rất là sáng bóng đẹp. Hai màu cơ bản màu đen và màu mạ chrome, anh em nào quan tâm màu nào thì có thể mua màu đấy. Đấy, quan tâm thì cứ liên hệ với mình qua số 0949 53889 hoặc là lên kênh YouTube này. Mình sẽ để sẵn cái đường link Lazada hoặc Shopee, trên đấy anh em mình có thể tham khảo sẵn ở trên đấy nhé. Rẻ hơn khi mà mua combo này, lưu cho anh em. Combo bao gồm những cái gì? Nhiều lắm, pha hậu, tay hõm, gương, đèn, đầy đủ hết anh em nhá. Anh em nào quan tâm thì ủng hộ mình nhá. Chào tất cả anh em.